Tiếp ấy, trực tiếp ấy. Đứng kia cái cạn như này. Thì đã mông ướt lên rồi. Rồi, chụp đây, chụp nước. Thì em bước đến bao nhiêu thường xuyên. Đồ thì nó sợ ướt thì nó khô thôi, mặc lơi được lần cứ khô à. Mưa gây nó băng cái mưa hát. Đi lại đâu đây này. Ừ, biết rồi, mình lên đi. Thầy con Nguyên mày ngóng ấy. Hảo ơi, Hảo, đừng dậy đi. Một lần mấy người? Một lần sau bảy người chị ạ. Không có mưa à? Đi trước nha, nhưng mà sáng đừng sáng đừng phía bên anh cầu. Không có mưa. Lên xe, lên xe đây. Họ đưa lại. Bé mở cho cha. Đưa trẻ đi lại khu. Người con chơi trò chi đấy. Đúng rồi. Thao đưa phạt lại được tiếp không? Thao. Mà đây ướt rồi. Cần mốc này. Cái gì này? Các bạn cảm thấy thế nào? Rất cảm ơn.